tiên của Nhật Bản trong trận chung kết đơn nữ đã bước vào sân, và đối thủ của tay vợt này sẽ là tay vợt đến từ Hàn Quốc. Và theo Hùng Bát thì Hùng sẽ dự đoán rằng tiếp tục sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho Nhật Bản. Vậy mọi người nghĩ sao ạ? Một tay vợt rất trẻ đến từ Nhật Bản, có chiều cao rất tốt. Từ Hàn Quốc có chiều cao rất tốt. Hello Hoàng Long, hello Kang Yi, hello Lưu Stern Hell. Vâng, mọi người hãy nhanh chóng trở lại với live stream của Hùng nào. Phía sau thì Hùng kết thúc live stream khoảng 50 phút là Hùng lại phát trực tiếp trận đấu tiếp theo. Ok, xin chào chị Nguyễn Hoàng Lan Anh. Xin chào tất cả 11 người đang theo dõi live stream của Hùng. Còn trọng tài đang tung đồng xu để chọn sân và chọn cầu. Hello anh Phạm Tùng, hello Liêm Thanh. Đơn nam đánh rồi, đơn nam là trận đầu tiên nha anh Bùi Thanh Tùng. Anh có thể xem lại live stream của em, đó là live stream đầu tiên của em. Và đây đã là trận đấu thứ tư rồi, trận chung kết thứ tư, trận chung kết nội dung đơn nữ. Và sau trận đấu này sẽ là trận đấu hay nhất và đáng được trông đợi nhất, đó là trận đấu đôi nam. Tuy nhiên trận đấu này cũng sẽ rất hay và kịch tính, và mọi người hãy tiếp tục trở lại với live stream và theo dõi Hùng đi. Ok, Uyên Vũ bắt Hàn Quốc, anh bắt Nhật Bản nhá. Thực sự nói về đơn nữ thì Nhật Bản là một thế lực của cầu lông đơn nữ thế giới. Với những tên tuổi như Okuhara hay Yamaguchi. Ok, em đã hét lên rồi mà không biết tại sao nó vẫn nhỏ nhỉ. Có lẽ là tạp âm của sân nó khá lớn hoặc là mic bắt kém chăng. Cùng dự đoán trận này Nhật Bản thắng 2-0 nhá. Cùng bắt Nhật Bản nhá. Ok anh 35 bắt Nhật Bản. Ok, bên nào các bạn cổ vũ cho đội nào ạ? Nếu các bạn cổ vũ cho Nhật Bản, mọi người comment 1, cổ vũ cho Hàn Quốc comment 2 nào, để Hùng xem là cổ động viên của bên Nhật Bản hay là bên Hàn Quốc nhiều hơn nào. Ai về với đội của Hùng không? Ok, cảm ơn chị Hương Ngọc Lan đã tang những người bạn, những người đồng đội của mình vào xem cùng. Đúng rồi, gần phía màn hình của chúng ta là vận động viên nữ đến từ Nhật Bản. Mizui đến từ Nhật Bản, Mizui, vận động viên Mizui đến từ Nhật Bản. Ok, cảm ơn anh Lê Minh Quảng với dự đoán là Hàn Quốc sẽ win. Ok, rất nhiều người comment Hàn Quốc, chị Ngọc Nhung cũng bắt cho Hàn Quốc, nhưng Hùng sẽ comment 1, Hùng bắt cho Nhật Bản nha. Hello chị Nguyễn Phương. Ok, các vận động viên sắp trở vào sân thi đấu, trận đấu thứ nhất nào. Vâng, đã có những chỉ đạo ngay từ đầu của huấn luyện viên Hàn Quốc cho học trò của mình. Ok, chị Hương Ngọc Lan về đội của em Nhật thắng. Ok, Trung Nguyễn Ngọc cũng về đội của Hùng Nhật thắng, trong khi anh Trọng Hiệp lại về đội của Hàn Quốc, đội 2, đội Campbell 2. Có vẻ hai bên cổ động viên có vẻ đang tương xứng với nhau rồi. Có ai nhận Nhật Bản không nào? Ok, Ngọc Toản bắt Nhật Bản. Ok, Nguyễn Phương lại bắt Hàn Quốc. Ok, xin chào Mai Văn Đức nha. Vâng, các cổ động viên này vỗ tay rất to và nhiệt tình. Vậy là trận đấu thứ nhất, trận đấu thứ tư, trận chung kết thứ tư ở nội dung đơn nữ đã bắt đầu rồi. Ok, trọng tài đã bắt đầu cho trận đấu bắt đầu. Không đều. Cầu rất hay, và điểm số đầu tiên cho ba trận cầu thành công của tay vợt nữ đến từ Nhật Bản. Hello Hải, giúp anh chia sẻ live stream và mọi người giúp anh chia sẻ live stream với ạ. Phạt cầu quá bổng, nhìn chóng hết cả mặt. Chém hay thế nhỉ. Hùng rất thích các pha hất cầu của vận động viên. Pha chấm cầu khiến cho nữ mà không thể di chuyển. Nhiều góc rất hay. Các vận động viên thực sự di chuyển khá bon. Ở trong sân một pha không cầu lao và những đi chết. Wow.
Ok, vậy là Hùng đã được tiêm nước rồi. Đã được tiêm nước rồi và sẽ bình luận nó đỡ khàn tiếng hơn cũng như bình luận sẽ ngọt hơn. Xin phép mọi người uống nước nha. Ok. Bé cái 15 tuổi cho tình huống không cầu ngoài sân. Bé cái 2 cái 15 tuổi. Không biết được. 15 đấy. 2002 là 17. À 17 mới dài. Một đứa 2000, đứa 2002. Một sự nước quá ngọt. Điểm đang là 3-1 cho Hàn Quốc. Chỉ cầu khá hay, bắt lưới rồi. Bắt nhanh đấy nhỉ. Bắt cầm đứng trong lưới luôn, sợ thật. Ok Ngọc Toàn, đã có 3 nội dung đánh xong. Bây giờ chỉ còn đôi nữ và đôi nam thôi. Trận đấu hay nhất đôi nam sẽ được ban tổ chức cho thi đấu ở cuối cùng để có thể giữ chân các khán giả ở lại. Rất khéo léo. Em Nhật múc mít nhưng di chuyển nhanh lắm. Trong một tình huống cùng ngoài sân. Điểm 3 đều rồi. Tình huống đó đã không thành công, đó là một pha cầu vào lưới. Liên tục là những tình huống đặt cầu và ép lưới của trận đấu đến từ Hàn Quốc. Một điểm số rất xứng đáng. Có thể tiếp tục là một điểm số cho Hàn Quốc 5-3. Hello Đơn Lam, Kento Momota của Indonesia thắng nhá. Set 1 thì 21-16 và set 2 thì là 21-7. Kéo lưới rất hay, tuy nhiên tay vợt đến từ Nhật Bản có cái tay và cái chân khá dài. Bỏ cầu chính xác nhưng chỉ muốn cầu ngoài chân không nhiều. Momota đã chơi đâu. Đây đây. 64 tay vợt mới đến từ Nhật Bản sinh năm 2002, rất tài năng. Đến từ Hàn Quốc sinh năm 2002 mọi người. Bắt đầu khẳng khẳng rộng rồi đấy. Vâng, đó là tình huống cầu trong sân. Lưới rất nhanh. Thực sự cô vừa mới đập cầu mà cô chỉ có 2 bước lên lưới bắt cầu rồi. Thực sự cái chân ngắn nhưng mà di chuyển lại rất là nhanh. Điểm rút ngắn 5-6 cho Nhật Bản. Đây là một trận đấu vẫn hết sức căng thẳng và kịch tính. Cầu mỏng dính. Bàn sườn rất tốt, liên tục với những pha ép cầu. Nhật Bản thủ vững chắc lắm. Đấy thế nhỉ. Thứ hàng không phải làm vừa đâu. Ủa, rất lăn léo, người rất dẻo. Cô bé Hàn Quốc người rất dẻo và rất dài. Người có nhận ra các vận động viên nữ đến từ Nhật Bản có chiều cao khá khiêm tốn không ạ? Và ai cũng có một thể hình tương đối giống nhau như Yamaguchi hay là Okuhara cũng thế. Mà tại sao họ lại đánh hay như thế ạ? Yamaguchi và Okuhara chèn cầu quá sát lưới không thể phản phá. Đó là thua
Liêm Thanh kéo trận này đánh trước 3 thật, trận này rất căng. Điểm 96 cho Hàn Quốc. Tiếp tục một tình huống cho vào lưới của đội nữ của Nhật Bản. Rất đáng tiếc. Điểm 16 cho Hàn Quốc, đội cổ vũ Hàn Quốc đâu rồi, comment vào đây nào. Đội số 2 cổ vũ cho Hàn Quốc đâu rồi. Rồi, rất nhanh. Tiếp tục là một tình huống tương tự. Đã giúp cho tay vợt Nhật Bản giành khá nhiều điểm số, đập cầu lọc biên rồi sau đó lên lưới bắt. Hello Hiền Trang, anh cũng không biết tên. Vâng, cây cầu rất lắc nhưng đó tình huống cây cầu thiếu lực. Nửa trận đấu thứ nhất đã trôi qua, điểm 11-7 cho Hàn Quốc. Và huấn luyện viên của Nhật Bản theo Hồng Văn Sa là khá xinh và cũng còn rất trẻ. Nhìn thì giống chị em hơn là thầy và trò. Ok, anh Lê Minh Quảng chấp Nhật Bản 2 điểm, Hoàng Nam bắt Hàn Quốc win. Ok, hãy tranh thủ vài phút các vận động viên nghỉ ngơi. Mọi người có thể giúp mình chia sẻ livestream hoặc tag những người bạn mình vào xem cùng đúng không ạ? Trận đấu hay như này cần có nhiều người xem hơn. Ít người xem quá thì mình có năm mấy người này. Ok, sau 2 phút nghỉ giải lao thì các vận động viên đã trở lại với trận đấu thứ nhất. Điểm đang là 11-7 cho Hàn Quốc, khoảng cách 4 điểm, một khoảng cách cũng gọi là tương đối xa. Ê, thường lao khá hay, đó là tình huống không ở ngoài sân. Tay vợt đến từ Nhật Bản đã nhận ra điểm yếu của Nhật. Tay vợt đến từ Hàn Quốc nhận ra điểm yếu của Nhật Bản. Chế về chiều cao khiến những pha lượn người. Người 28 cho Hàn Quốc. Đây là 17 tuổi, rất trẻ và tài năng. Ok, anh Dương Phạm thực sự xem trong những trận đấu này chúng ta đảm bảo sẽ rất là ngứa ngáy chân tay. Điểm số rút ngắn cho Nhật Bản 10-12. Còn ngoài sân, vận động viên thì Nhật Bản đã có khá nhiều tình huống bấm cầu về góc trái tay của đối thủ, tuy nhiên có rất nhiều tình huống ra ngoài. Hello chị Phương Lan, hello Trần Tê, hello anh Nguyễn Việt Hùng trở lại với live stream của Hồ. Rất nhập. Rất dẻo. Đổi điểm 11-13 cho Nhật Bản. Hay quá nhờ. Rất tốt, 2-13 cho Nhật Bản. Một pha chấm cầu đầy cảm giác.
liên tục với những tình huống ép góc trái của vận động viên nữ Nhật Bản, của vận động viên nữ Hàn Quốc. Cơ hội tấn công vẫn chưa thể được nhiều. Hello Hoàng Lam, không hẳn đâu Hoàng Lam ơi. Trận hôm qua, trận đôi nam hôm qua, nội bộ của Indo đánh còn hay hơn cả trận các Oppa. Tí nữa trận chung kết đơn nam cũng sẽ là giữa các Oppa khác và cặp đôi đã loại Oppa trước nhá. Trận chung kết đôi nam 12. 14-12 cho Hàn Quốc. Khi cổ quá khó, gần cũng là nó chấm công khá cao từ Hàn Quốc. Nhưng mà đồng viên nữ đến từ Nhật Bản đã trả cầu lại vào một tình huống kê cầu lắc lưới khá khó. Điểm số rút ngắn vẫn còn 13-14 cho Nhật Bản, còn một điểm số nữa thôi sẽ san hòa rồi. Ông vẫn tin, đặt niềm tin vào đây với Nhật Bản. Cùng là đội hình 1, còn mọi người đội hình 2 Hàn Quốc thì kệ mọi người. Ôi, chém kìa. Hàn Quốc còn cách rất là 2 điểm. Và những nỗ lực phi thường, và thực sự phải có lời khen cho tay vợt nữ đến từ Nhật Bản. Tinh thần thi đấu của cô đúng là tinh thần của người Nhật Bản. Và mọi người cho ông biết là chất lượng mạng còn ổn không mọi người ơi? Vì lúc nãy Hùng nhận thấy thông báo hết dung lượng tốc độ cao rồi. Ok, chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu thứ nhất. Vận động viên đến từ Hàn Quốc vẫn đang dẫn trước điểm số. Điểm 15-13. Ok, cảm ơn mọi người, mạng vẫn tốt thì yên tâm rồi, yên tâm rồi, live stream cho mọi người rồi. Cầu ngoài sân, 14-15 cho Nhật Bản. Đây là lần thứ 3 mà tay vợt nữ đến từ Nhật Bản có thể sắp đuổi kịp tỷ số rồi, khoảng cách chỉ còn là 1 điểm thôi. Mình tin rằng lần này vận động viên đến từ Nhật Bản sẽ có thể san hòa. Mình đang cổ vũ cho Nhật Bản. Vượt tình huống bỏ cầu rất chính xác của đội tuyển nữ Hàn Quốc. Vâng, đội tuyển nữ Nhật Bản rất chưa có thể làm được điều đó. Điểm 16-14 cho Hàn Quốc. Một pha cầu hỏng khá hay. Pha cầu khá khó chịu của đội tuyển Hàn Quốc, chỉ đáng tiếc là nó một pha cầu không chính xác thôi. Cầu ra ngoài sân mất rồi. Thực sự cũng phát hiện ra những pha phong cầu của vận động viên đến từ Hàn Quốc khiến cho tay vợt Nhật Bản bị hững cầu. Chúng chắc là bị đánh lửa. Lê Văn Tú cổ vũ cho Hàn Quốc đi, em cổ vũ cho Nhật Bản nhá. Anh em nào cổ vũ cho Nhật Bản comment 1 nào. Đội hình 1 đâu rồi? Xem có đông hơn đội hình 2 không? Hàn Quốc tiếp tục là một tình huống bỏ cầu chính xác của tay vợt nữ đến từ Hàn Quốc. 17-16 Hàn Quốc. Ok, nhiều người cổ vũ Hàn Quốc quá nhỉ.
hát cân. Bóng tiếp một pha chấm cầu không qua lưới. Ok, cuối cùng có đồng đội cùng bây giờ lên đánh những người đồng năng cổ vũ cho Nhật Bản. 18-16 Hàn Quốc. Cách lại là 2 điểm rồi. Liệu rằng sẽ có chuyển biến gì trong trận đấu thứ nhất này hay không? Ok, Nguyễn Văn Ngọc cũng về với đội của Hùng rồi. Về với đội Nhật nha. Có vẻ như pha cầu công của Nhật Bản hoàn thiện. Cầu ngoài sân hình như là hiện viên cũng đã đây ra ấy. Điểm số rút ngắn 17-18 cho Hàn Quốc, cho Nhật Bản. Và một pha phản cầu khá dễ dàng của huấn luyện viên Hàn Quốc, quá tốc độ và chủ động. 19-17 cho Hàn Quốc và khoảng cách vẫn là 2 điểm. Động viên huấn luyện viên Hàn Quốc vẫn đang duy trì thế chủ động. Cho Hàn Quốc, còn mọi người thì dự đoán sao ạ? Hùng sẽ dự đoán là 22-20 cho Nhật Bản nhé. Hùng sẽ dự đoán là 22-20 cho Nhật Bản. Hùng thấy rằng vận động viên của Nhật Bản đang có những pha ép vặn sườn vận động viên nữ của Hàn Quốc rồi. Các bạn này, mọi người đang đánh tay thứ 3 này. 18-19 trong sân. Đó là một tình huống tôi trong sân. 19 đều rồi. Ok, Hiền Trang dự đoán 21-19 cho cặp đôi nào em ơi. Rồi, dân trầm. Rồi. Nhật Bản sẽ giành chiến thắng. Ăn rồi. Vẫn còn. Đó mới là bản lĩnh. Đi dẫn từ đầu đến cuối và cuối cùng bật, Hùng đã nói rồi mà. Anh em nào về với đội 1 của Hùng chỉ có chuẩn thôi. Ăn thua. Khỏe là nhìn anh nó có vẻ nào con này mình không? Mọi người yên tâm, không bắt cho Nhật Bản trận này.
Ok, em cũng dự Nhật Bản thắng 2-0 như anh Hùng Việt Nguyễn. Japan kinh nghiệm hơn, đúng rồi anh Ba Lam. Japan vẫn bền hơn, vẫn bản lĩnh hơn. Tôi tin rằng sẽ là chiến thắng 2-0 cho Nhật Bản. Hôm qua Nhật Bản đánh một trận bán kết đôi nữ mà điểm số lên đến 28-26 hay sao ấy. Trận hôm qua gọi là căng bán kết. Ôi, chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu chung kết nội dung đơn nữ. Chiến thắng trong trận đấu thứ nhất xuất phát dành cho Nhật Bản, nhưng được đầu tiên trận đấu thứ hai này lại dành cho Hàn Quốc. 1-0 trận đấu thứ hai. Hàn Quốc giao cầu. Vâng, tay vợt áo đen, quần áo đen đến từ Hàn Quốc, phía bên kia là Nhật Bản nha. Hơi non rồi nhưng vẫn thủ thành công. Kéo hay quá. Anh em đội 1 đâu rồi, căng mừng 1 nào. Anh em đội 1 đâu rồi. Đường 1 đều. Cầu tốt. 2-1 cho Nhật Bản. Có một tình huống bỏ cầu không chính xác của tay vợt nữ cũng như Hàn Quốc. Ok, anh Khoa Lê đang cổ vũ cho Hàn Quốc. Xin chào đối thủ. Xin chào đối thủ của đội bạn. Xin chào cổ động viên của đối thủ. Rồi, vẫn tốt, thủ rất tốt. Ô, 3-1 cho Nhật Bản rồi. Có lẽ trận đấu thứ hai này sẽ là một chiến thắng rất là Nhật Bản hay chăng? Ok, Ngọc Toàn, anh em đội 1 vào đây nào. Ngọc Toàn nữa rồi. Thế ơi, Trọng Phú, hello Kiên Lê, chúng ta đang cổ vũ cho cặp đội, cho vận động viên nào đây? Có ai về cùng chiến tuyến với Hùng Dòng cổ vũ cho Nhật Bản căn bình 1 nào? 3-1 cho Nhật Bản với 3 điểm số liên tiếp rất xuất sắc. Rất bình tĩnh. Non rồi, vẫn thử được. Đó là pha thủ cầu ngoài sân. Cái tình huống cầu lỗi rất đáng tiếc của vận động viên nữ Nhật Bản. Rồi điểm 2-3 cho Hàn Quốc. Có thể Hoàng Nam cổ vũ cho Nhật Bản, Yến Linh về phía đội của Hùng. Yến Linh cổ vũ cho Nhật Bản. Ok, Phan Dũng và Ngọc Toàn về đội của Hùng rồi, căng mình 1 hết rồi. Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trong 2 set thật. Điểm 3 đều. Điểm 3 đều Hàn Quốc phạt cầu. Đội tấn công. Cầu khá sâu không thể tấn công. Đường chém cầu rất sắc. Đường chém cầu là được chết luôn. Đúng rồi, tay vợt trẻ đến từ Hàn Quốc, sinh năm 2002 thôi. Năm nay mới có 17 tuổi, người ta đã đánh cầu 2 ngày rồi. Người ta đã vào đến trận chung kết của một giải đấu quốc tế rồi. Rất sát, tuy nhiên Nhật Bản vẫn có tình huống hất cầu khá tốt. Rất bình tĩnh. Điểm 5-3 Nhật Bản. Điểm 5-3 Nhật Bản. Nhật Bản rất bình tĩnh, rất tự tin và rất khéo léo. Xét 1 Nhật Bản thắng 21-19 nha chị Minh Hương ơi. Hello em Dương Ngọc Sơn. Mình biết giúp Hùng chia sẻ livestream như nào. Xét đấu 2 là hay lắm. Không qua lưới. 6-3 cho Nhật Bản rồi. Trận đấu thứ hai này có lẽ Nhật Bản sẽ duy trì thế dẫn điểm từ đầu đến cuối trận đấu chăng? Hàn Quốc và Nhật Bản đều có 2 đại diện vào tới trận chung kết. Tuy nhiên ở trận đấu nhầm, ở trận đấu trước thì Nhật Bản đội hình đơn nam nữ đã vô địch một nội dung rồi.
và liệu rằng họ có thể vô địch nội dung thứ hai này hay không. Và đây mới là nội dung đầu tiên mà Nhật Bản thi đấu. Nội dung sau đó là nội dung đôi nam cũng là nhập. Đây là nội dung đầu tiên mà Hàn Quốc thi đấu. Nội dung sau là nội dung đôi nam sẽ là một trận đấu cũng là Hàn Quốc. 8-3 cho Nhật Bản rồi. Khoảng cách đã là 5 điểm rồi. Nửa trận đấu thứ hai. Một trận đấu khá dễ thở cho vận động viên nữ đến từ Nhật Bản. Bình tĩnh rồi, cô ấy đã trở lại phong độ của mình. Trở lại với sự tinh tế của mình. Đáng tiếc một pha thủ cho Hồng Hoàng Sơn. Hello Hoàng Cốc, hello Thắng Vũ Vi, hello anh Hồ Hồng Quân. Hoàng Cốc đi xem không em ơi? Điểm rút ngắn 4-8 Hàn Quốc. Cơ hội giành điểm rồi. Không còn nữa rồi. Huấn luyện viên của Nhật Bản vừa vỗ tay vừa gật đầu, thể hiện sự tâm đắc và sự khen ngợi dành cho học trò của mình. Điểm 9-5, khoảng cách vẫn điểm 9-4, khoảng cách rất là 5 điểm. Rất đáng tiếc của bà pha cầu ngoài của huấn luyện viên Nhật Bản. Ê, anh Quân chào anh nhá. Đổi điểm 5-9 cho Hàn Quốc. Tiếp tục là một tình huống trong ngoài của vận động viên nữ Nhật Bản đang chơi hai điểm rất đáng tiếc. Đội điểm 6-9 Hàn Quốc, một điểm số tiếp theo cho Hàn Quốc. Ở bên Nhật Bản đang dẫn 6-9 nha anh, đang dẫn 9-6. Tiếp tục là một pha cầu của Nhật Bản, ba điểm số đáng tiếc. Điểm số thứ 3 liên tiếp cho tay vợt nữ đến từ Hàn Quốc, 7-9. Ok, Hồ Hồng Quân, vận động viên này chấp em khoảng 19 quả. Một cầu tốt từ trong sân. Cầu trong sân. Và trọng tài cũng xác định đó là tình huống cầu trong sân. Điểm 17. In. Phía bên kia khán đài thì họ làm sao mà có thể nhìn rõ bằng các cú đấm phía này được. Điểm 17 cho Hàn Quốc. Hồng Nghĩ sẽ là 11-7. Không phải. Cay rồi. Số rút ngắn xuống còn 8-10 cho Hàn Quốc. Một trận đấu khá căng thẳng. Đấy, những pha kéo lưới của Nhật Bản rất sở trường. Đánh điểm rất tốt. Cầu thủ trong sân à? Tại các đội cầu trong sân. Tiếp tục là một điểm số cho Hàn Quốc, 9-10 rồi, rất sát nút rồi. Liệu có thể là 10 đều hay không? 9 đều Hàn Quốc bắt cầu. Hàn Quốc. Điểm 11-9 cho Nhật Bản. Vâng, nửa trận đấu thứ hai đã kết thúc và tay vợt đến từ Nhật Bản vẫn đang duy trì thế dẫn điểm. Điều rằng sau những phút kỳ giải lao này, sau khi đã có sự trao đổi chiến thuật giữa các vận động viên với huấn luyện viên thì diễn biến của trận đấu sẽ diễn ra như thế nào, mọi người hãy tiếp tục cùng Hùng theo dõi live stream nhé. Và đừng quên chia sẻ live stream này với những người bạn của mọi người. Và đừng quên thả tim cho bình luận viên và có những lời cổ vũ cho bình luận viên để bình luận viên có nhiều năng lượng hơn, nhiệt tình hơn để bình luận và gửi đến mọi người trận đấu tiếp theo, trận đấu cuối cùng ở nội dung đôi nam. Trận đấu được đánh giá là hay nhất, hấp dẫn nhất và kịch tính nhất.
Ok, anh Dương Phạm vẫn tin là phải đánh xếp 3. Hôm nay anh Dương Phạm đã có rất nhiều lần dự đoán rất chính xác kết quả cũng như tỷ số của các trận đấu. Liệu rằng những gì anh Dương Phạm nói có đúng không? Nhưng em thì em tin là Nhật Bản có thể kết thúc trận đấu này trong 2 set. Mọi người thử xem. Ok, cảm ơn Trần Hưởng rất nhiều. Lại một lời động viên, lại mang đâu 1 tấn năng lượng rồi. Nhật Bản rất chủ động. Tiểu số rút ngắn 10-11 cho Hàn Quốc. Điểm 12-10 khoảng cách rất là 2 điểm. Tại đội Nhật Bản vẫn duy trì khoảng cách 2 điểm. Nhưng đó là một khoảng cách không an toàn chút nào cả. 2 điểm sẽ rất nhanh. Vẫn chưa thể giành điểm. Tôi vẫn qua thì Hùng Trưởng vào lưới cơ. Rất mỏng. Từ ngoài sân có một pha vung cầu thừa lực. Một pha vung cầu bay khá lao. Điểm 13-10 cho Nhật Bản, khoảng cách đang được nới rộng. Vẫn còn được kìa. Ở trong sân thì cùng muốn bỏ cầu sáng tiếp của người Hàn Quốc. Cái này đang về đến từ Hàn Quốc đang khá mệt. Về thể lực thì tay vợt Nhật Bản có lẽ có thể lực tốt hơn, chiều cao kéo hơn, nhưng thể lực và sự bền bỉ lại tốt hơn. Và đặc biệt là kinh nghiệm của tay vợt Nhật Bản. Tay vợt Hàn Quốc còn rất trẻ, mới có 17 tuổi thôi. Trọng tài xác định cầu trong sân và một điểm số tiếp theo cho Nhật Bản. 15-10 rồi. Trận 1 Nhật Bản thắng nhanh trở thành nào. Trận 1 Nhật Bản thắng chính xác 21-19. Rất nhiều các cổ động viên cho rằng tình huống đó là cầu ao và có sự phản đối, cũng như sự ủng hộ cổ vũ cho tay vợt đến từ Hàn Quốc. Rất may mắn cho tay vợt Nhật Bản. 16-10 rồi. Em mới thẳng lên được gì mà không? Em nhờ một chút ạ. Mười sáu mười rồi. Lại là một tình huống cầu may mắn của tay vợt Nhật Bản. 17-10 liên tục những tình huống lật lưới. Đó là sự may mắn đang đứng về phía vận động viên đến từ Nhật Bản. Thực sự hôm nay các tay vợt của Nhật Bản quá son. Rồi, cơ hội tấn công giành điểm. Ui, vào tay rồi, Hàn Quốc hy sinh rồi. 18-10 rồi, không còn cơ hội rồi. Trận đấu ngang ngu rồi, có vẻ tay vợt đến từ Hàn Quốc đang khá uể oải. Có vẻ mệt rồi, không buồn nữa rồi. Mười chín người rồi. Quá dễ dàng cho tay vợt đến từ Nhật Bản trong những phút thi đấu cuối cùng này. Kéo lưới kìa, một khi đã vào tay rồi. Tiếp tục là những tình huống cầu ngoài sân. Vâng, những điểm số cuối cùng trôi qua rất nhanh, 20-10, khoảng cách đã là 10 điểm rồi.
Và sau khi trận đấu này kết thúc thì Hùng sẽ kết thúc live stream, và tí nữa thì 5 phút sau. 5 phút sau thì Hùng sẽ live stream trận đấu chung kết đôi nam trận đấu hay nhất. Mọi người đừng rời mắt khỏi live stream sau của Hùng nhé. Mọi người hãy theo dõi Facebook của người chế độ xem trước để có thể nhận được thông báo ngay khi trận đấu đôi nam bắt đầu. Rồi một chiến thắng rất xứng đáng của tay vợt nữ đến từ Nhật Bản trong trận đấu thứ hai, một chiến thắng thực sự rất thuyết phục và nhanh chóng, đặc biệt là ở những điểm số cuối cùng 21-11, một chiến thắng khá cách biệt. Và bây giờ ông sẽ kết thúc live stream để ban tổ chức có thể trao giải cũng như là ông có thể tiết kiệm dung lượng để gửi đến mọi người trận đấu chung kết đôi nam với chất lượng tốt nhất, với góc quay đẹp nhất. Hẹn gặp mọi người tại live stream tiếp theo, live stream chung kết đôi nam 5 phút nữa.